Tiểu thuyết Marian và dòng nguyệt quế lửa, phần A, tác giả Juliette Bansoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 1: Cuộc tiếp kiến ban đêm. Cầm giữa các ngón tay mảnh mai chiếc đầu bằng hổ phách của một chiếc bình điếu phủ men xanh lam, thái hậu hít dài hơi đầy nghĩ ngợi. Rồi với âm điệu nhẹ nhàng trong cuộc đàm đạo xã giao, bà lưu ý, dường như chuyến đi của em đến tận đây đầy giông bão và không dễ chịu như em tưởng tượng. Người ta đã nói nhiều với ta về quý bà Pháp mà người Anh đã quấy nhiễu bằng một con tàu chiến ở Corfu và mất tích trong các hòn đảo Hy Lạp. Giọng nói vui thích nhưng tâm trí sao động của Marian vẫn khám phá ra một chút khinh miệt. Chỉ có chúa mới biết những chuyện đơm đặc của bọn Anh đưa tai tiếng của nàng đến mức nào. Tuy nhiên nàng quyết định chỉ tiến công một cách thận trọng. Nương nương có vẻ được thông tin một cách rõ ràng về những sự việc dù vụn vặt nhất. Tin tức đến rất nhanh trên địa Trung Hải và những sự kiện này không quá vụn vặt đối với ta. Nước Anh không có thói quen di chuyển như con tàu lớn vì một nhân vật không quan trọng, cũng như một du khách giản dị, nhưng sẽ ít ngạc nhiên hơn nếu du khách này là đặc phái viên của Napoleon. Thình lình sự thân mật êm ái trong phòng khách xanh lam biến mất, chỉ với một cái tên đáng gờm như một hương thơm bị một làn gió xua tan. Như thể Caesar đảo cọt thình lình bước vào, những ngọn lửa phun trào, mang ủng và mắt đầy tia chớp, hùng dũng tỏa ra quyền lực trong tinh cách độc đáo của ngài. Marian có cảm giác rằng ngài đang ở đó, ngài đang nhìn nàng và ngài chờ đợi. Chậm chậm, nàng rút từ trong túi sắp đặt sẵn ra lớp vải của chiếc váy dài, bức thư của Sebastiani và nghiêng tâm thân thanh lịch dâng cho Nalishidin. Bà này nhìn bức thư một cách nghi vấn. Bức thư này là của hoàng đế? Không, tâu lệnh bà, thư là của một người bạn cũ của nương nương, tướng Ora Sebastiani, gợi nhớ đến kỷ niệm. Nước Anh xao động lớn vì chuyến đi của em, vì em không được giao một sứ mệnh chính thức nào. Nhưng dù không có lời nào, em cũng mang theo ý nghĩ của Napoleon, có phải không? Marian chỉ nghiêng mình không trả lời. Rồi trong khi thái hậu nhanh chóng đọc nội dung thư, bà lại đặt xuống tách cà phê đã nguội, nhờ vậy cố gắng hấp thụ miếng bánh baklava cuối cùng để không xúc phạm nữ chủ nhân đã khuyến khích nàng dùng món bánh ngọt này. Miếng bánh hơi khó ở với nàng. Ta thấy rằng người ta đã đánh giá cao em gái thân mến. Sebastiani nói với ta rằng em là bạn thân đặc biệt của hoàng đế, đồng thời em hưởng thụ tình thương mến của hoàng hậu đã ly dị. Nàng Josephine tội nghiệp như ta, mãi tên là Rose, và em hãy nói hoàng đế Pháp muốn gì. Có một khoảng lặng ngắn mà Marian dùng để chọn từ ngữ mà nàng sắp nói. Nàng không thấy thoải mái và áp dụng rất thận trọng. Tâu lệnh bà, nàng bắt đầu, em gian xin nương nương hãy chấm chú nghe những lời mà em có vinh dự phát ra, vì chúng rất quan trọng và hàm chứa nhiều dự định bí mật và đáng giá của hoàng đế. Chúng ta hãy xem nào. Chậm rãi, điềm tĩnh, cố gắng nói thật rõ ràng, Marian chia sẻ với người bên cạnh về cuộc chiến xâm lược nước Nga sắp tới của quân đội vĩ đại mà Napoleon sẽ đánh Alexandre, mà ngài trách thái độ lừa đảo hai mặt sâu sắc trên lãnh thổ của ngài. Nàng nói sẽ rất hữu ích với kẻ xâm lược khi các trận chiến hiện hữu trên sông Danube kéo dài ít ra đến mùa hè sắp tới, là thời kỳ đã được chọn để người Pháp vào nước Nga để giữ chân các đoàn quân Cossack và các đội quân của tướng quân Ba Tư Kamensky Savistuin các vùng lân cận Moscow. Nàng cũng cho biết sự trợ giúp không được tuyên bố này sẽ được Napoleon đánh giá cao. Khi quân Nga đã bỏ trận, sẽ không khó khăn gì để thỏa thuận với cửa linh thiêng về các vùng đất mà họ đang mất vào lúc này và còn thêm vài vùng đất khác. Chỉ cần nàng kết luận các đội quân của nương nương giữ vững đến tháng 7 hay tháng 8 năm tới. Điều đó là cả một năm, thái hậu kêu lên, thật quá nhiều với một đội quân đã kiệt sức mà quân số đang như bơ tan chảy với mặt trời. Giờ ta không biết. Bà dừng lại ngạc nhiên vì sự thay đổi diễn ra trên gương mặt người đang nói chuyện với mình, trở nên xanh như màu áo. Em không khỏe sao công nương? Bà hỏi, ta thấy em bỗng trở nên tái nhợt. Marian gần như không dám cử động.
Một cơn buồn nôn kinh khiếp từ dạ dày của nàng trào lên. Có lẽ vì ăn nhiều đồ ngọt, có lẽ tuyệt ngon và tinh tế, nhưng lại kết hợp với bữa ăn tối thịnh soạn mà nàng đã hấp thu ở sứ quán. Khi nàng đột ngột nhớ rằng mình đang mang thai gần 4 tháng, và nữ đại sư tội nghiệp bất đắc dĩ, mong mình biến mất ngay giữa những chiếc ngôi của ngài. Trong sự im lặng của nàng, thái hậu dõi theo sự nhạt màu trên mặt nàng, cô hỏi thêm, chuyện đó không ổn sao? Ta xin em, đừng cho rằng em buộc phải che giấu nếu em thấy không khỏe. Maria nhìn bà bằng đôi mắt của kẻ chết đuối và một nụ cười sung rẩy. Đúng, đúng vậy, nương nương, em không khỏe chút nào. Ôi, và Maria chợt phóng ra khỏi ngài, băng qua phòng khách như một tia chớp xanh, xô cả thái giám canh gác, lao vào bóng tối của cây trắc ba đầu tiên. Mai thai là ở rất gần cửa và mở ra hết các sản phẩm không hợp với nàng một cách khổ sở. Chuyện đó kéo dài một lúc và có vẻ bất tận với nàng. Lúc ấy nàng không thể nghĩ đến phản ứng mà chắc chắn sự bỏ đi của nàng đã gây ra. Và khi cuối cùng nàng ngẩng lên để tựa vào cành cây cứu nạn, nàng thấy mướt mồ hôi lạnh, nhưng cơn buồn nôn đã rút lui. Cố gắng nàng hít thở hương thơm ngát của đêm, hơi mang từ những giòi nước, và thấy nhẹ nhõm, chậm chậm sức lực trở lại với nàng. Chỉ khi đó nàng mới nhận ra điều mình vừa làm, bỏ mặc một nữ vương trốn như một kẻ cắp ra khỏi phòng khách giữa cuộc tranh luận ngoại giao. Một vụ bê bối khủng khiếp sẽ khiến La Tôn Bô Bùa tai mặt vì ghê tóm, lo lắng vì chuyện sẽ xảy ra sau cơn khó ở. Nàng lân na một lúc dưới cành trắc bá và không dám rời đi, cho rằng khi mình trở lại nhà cánh sẽ có một đội thái giam cầm mã tấu và ra lệnh bắt giữ. Nàng còn ngần ngại thì có giọng nói dịu dàng vang đến, em ở đâu công nương? Ta hy vọng em không bị khó chịu nhiều hơn chứ. Marianne hít thở thật sâu, không nương nương, em đây. Sau cùng rời khỏi bóng cây, nàng thấy Nalishidin đứng ở ngưỡng cửa cung điện nhỏ. Chắc bà đã cho mọi người lui hết vì bà chỉ còn một mình với Marianne, đang ý thức mình có lỗi và hơi lố bịch về phần mình. Bắt đầu một cuộc thương thảo theo cách lá lùng làm sao, cho nên nàng bày tỏ những lời xin lỗi. Công nương Santana bắt đầu thi lễ và bị ngăn lại ngay. Không, ta xin em, trước tiên hãy nghĩ đến việc hồi phục sức khỏe. Hãy dịn vào tay ta và vào trong, trừ khi em muốn đi dạo vài bước trong vườn. Bây giờ trời mát hơn và chúng ta có thể đến mái hiên nhìn xuống vịnh Bosphor ở đằng kia. Đó là nơi mà ta thích. Rất vui lòng tâu lụm bà, nhưng em không làm phiền hay xáo trộn thói quen của người. Ai, ta sao? Em thân mến, ta không thích gì bằng vận động, đi bộ, lên ngựa, rối thai ở đây. Chuyện đã đặt ra nhiều vấn đề. Trong cung điện châu Á thì dễ dàng hơn, em đến chứ? Khoác tay nhau, họ chậm chậm hướng về mái hiên đã chọn. Marianne ngạc nhiên nhận thấy thái hậu cũng cao như nàng và có dốc dáng mảnh mai không khuyết điểm. Đôi với lứa tuổi của bà, người phụ nữ xưa đảo phải không cam chịu cuộc sống khép kín bất động như các phụ nữ hậu cung. Để bảo dưỡng thân hình dẻo dai như thiếu nữ, bà phải tập luyện thể thao mà người Anh rất chuộng. Nhưng Nalishidin về phần mình lại quan tâm đến người bạn đường, và vừa đi bạn hỏi nàng bằng giọng giá vừa hờ hững, em có thường khó chịu như vậy không? Tuy nhiên sắc mặt em thật tuyệt vời. Không tâu nương nương, không thường lắm. Em nghĩ rằng cả buổi tối nay là do lỗi của ông đầu bếp của sứ quán, các món ăn của ông ấy quá nặng và những gì ta đã mời em cũng không quá nhẹ. Tuy nhiên thật lạ lùng vì sự khó ở của em khiến ta nhớ lại những nỗi đau khi ta chờ đứa con trai của mình. Ta uống hàng bình cà phê đầy và không chịu nổi bánh henva, bánh baklava, chưa nói đến dĩ nhiên là món linguicelli, mật hoa hồng mà theo ta chỉ cái tên và màu sắc là thơ mộng, lại làm ta kinh tởm. Marianne cảm thấy má mình đỏ bừng và cảm ơn bóng đêm đã che giấu màu đỏ rực này. Nhưng nàng không làm chủ được một cơn co rúm ở tai đã cung cấp thông tin cho người bạn đường. Bà này hiểu không những bà đánh trúng mà còn chạm tới điểm đặc biệt nhạy cảm ở người nữ khác. Khi cả hai đã đến hàng hiên nhỏ bằng cẩm thạch trắng, bà chỉ một băng ghế cong có viền nhiều gối dựa chứng tỏ bà thường đến đây. Chúng ta hãy ngồi xuống một chút, bà nói. Ở đây chúng ta sẽ yên tĩnh hơn là nói chuyện trong căn hộ của ta vì không có ai nghe được chúng ta. Trong cung điện, mỗi tấm thảm, mỗi cánh cửa che giấu ít nhất một cái tai lắng nghe.
Không cần sợ ở đây, em xem nào. Chỗ này tạo ban công phía trên những con đường vòng tròn và những khu vườn phía dưới. Nhưng em không lạnh chứ, mà lo lắng khi chỉ đôi vai trần của Marianne. Không chút nào nương nương, bây giờ em thấy hoàn toàn khỏe rồi. Nalishidin lắc đầu và quay về những áng mây bên kia bờ biển, chồng chất trên các ngọn đồi Skutari. Mùa hè đang chấm dứt, bà lưu ý hơi đượm buồn. Thời tiết thay đổi, và ngày mai chúng ta sẽ có mưa, chặt dậy. Chuyện đó tốt cho trồng trọt vì đất đang khô cằn. Nhưng kế tiếp sẽ là mùa đông. Cái lạnh thường rất khắc nghiệt ở đây, và ta rất sợ. Nhưng chúng ta hãy quên tất cả những điều đó, và em hãy nói về chính em. Về em không có quyền lợi nào khác tâu lĩnh bà hơn quyền lợi mà hoàng đế Napoleon khoác cho em khi cử em đến với người. Và thái hậu có một cử chỉ sốt ruột, gạt qua một bên hoàng đế của em đi. Chuyện của ngài sẽ đến sau, và là chúng ta không biết phải nói gì về điều đó. Dù em nghĩ gì đi nữa, em thu dị hơn nhiều dưới mắt ta hơn là Napoleon vĩ đại. Cho nên ta muốn biết tất cả, hãy kể cho ta nghe về cuộc đời của em. Đời em, phải đó, cả cuộc đời em, như thế ta là mẹ em. Nương nương, e rằng sẽ rất dài. Không quan trọng, chúng ta có cả đêm nếu cần. Nhưng ta muốn biết tất cả. Đã có nhiều truyền thuyết quanh em, và ta muốn khám phá sự thật. Và rồi, ta là chị họ của em. Ta muốn là bạn em. Em không cần một người bạn có chút quyền lực sao? Bàn tay nhỏ mượt mà của Thái Hậu đã đặt trên tay của Marianne. Nhưng thiếu phụ lập tức trả lời, ồ, có chứ. Thật nồng nhiệt khi người bạn của nàng mỉm cười. Và nàng thật tin tưởng từ cái nhìn đầu tiên rằng sinh linh này đang cần giúp đỡ một cách tuyệt vọng. Và nàng quá trẻ, quen với cuộc sống nguy hiểm mà chắc bà đã từng trải trong cung điện, nên tự chủ khi thăm dò từng cử động nhỏ nhất của một gương mặt thật chăm chú mà có thể cuộc đời bà tùy thuộc vào đó. Là Lysidin đã ấn tượng ngay khi Maria bước vào. Vì nét căng thẳng trên gương mặt xinh đẹp và nỗi lo âu ngoài ý muốn của đôi mắt to màu xanh lục, đặc phái viên của Napoleon không tương thích với điều mà bà chờ đợi. Những lời đơm đặc lan truyền khắp địa Trung Hải từ vài tuần nay vẽ ra chân dung kỳ ảo của một kỹ nữ liều lĩnh, một kiểu Messaline trong khuê phòng được người từng hoàng đế dùng ý chí khoác lên tấm áo dĩ kỳ, một vương miện công nương quen với mọi mưu mẹo như những kẻ ô danh sẵn sàng làm mọi chuyện để chắc chắn đạt thành công. Trong một sứ mệnh khó khăn, mọi chuyện dù là đồng lõa tệ hại nhất. Nhưng trước thực tế, Thái hậu không khó khăn gì hiểu ra rằng các cơ quan ngoại vụ chắc đã đúc lên từng mảnh của một bức chân dung kỳ ảo. Đó chỉ là một bức biếm họa không có nền tảng nghiêm túc. Một bức biếm họa mặt khác mà bà thấy bị xúc phạm một cách thầm kín. Công nương Santana là em họ của bà, và dù rất xa cũng rất khó chịu khi người ta phán xét một thành viên trong gia đình bà một cách khả ố bất lợi như vậy. Cho nên nỗi khao khát được hình thành là có ý kiến cá nhân đã tạo thành phần lớn trong quyết định gặp mặt người bị tố cáo. Và bây giờ bà mong muốn biết tất cả về thiếu phụ xinh đẹp và lạ lùng này. Dường như mang một thập tự quá nặng với nàng, như nàng mang nó một cách đầy tự hào. Đầu tiên ngưỡng ngùng và ngập ngừng, Marianne chỉ nghĩ nên kể tóm tắt thật nhanh và hời hợt về cuộc đời trong quá khứ của nàng, lại dần dần buông mình vào cảm tính và sự thông cảm mà nàng cảm nhận từ người đối thoại. Dù cuộc đời nàng cho đến bây giờ thật kỳ quái, thì đời của Nalishidin vẫn hơn nàng nhiều vì có vô số nẻo đường từ một tu viện ở North đi đến hậu cung của một đại lãnh chúa và quyền lực tối cao, hơn là từ Santon đến cung điện Santana, ngay cả lướt qua phòng khuê của Napoleon. Khi sau một lúc nàng ngừng nói, nàng chợt thấy mình đã kể mọi chuyện đến từng chi tiết nhỏ nhất và chắc đã rất trễ, vì quanh hàng hiên nhỏ nơi hai phụ nữ ngồi, sự tĩnh lặng dày đặc hơn lúc nãy. Những tiếng xôn xao ngoài thành phố vơi dần, tiếng động ngoài biển cũng vậy, và họ không còn nghe gì ngoài tiếng lao xao nhẹ nhàng của sóng dội và những bước chân đều đặn của lính canh ở cửa hậu cung. Thái hậu về phần mình vẫn bất động đến nỗi Marianne chợt lo lắng tưởng rằng bà đang ngủ, nhưng bà chỉ mơ mộng vì sau một lát thiếu phụ nghe bà thở dài. Em đã phạm quá nhiều trò ngốc nghếch hơn ta. Người chỉ tuân theo số mệnh,
nhưng ta không dám trách em về những chuyện đó. Vì nếu suy nghĩ kỹ, chỉ tình yêu là có lỗi, là tình yêu vì áp đặt cho em nỗi đau và ngay ngất, đưa em đến con đường kỳ lạ đến đây với ta. Tâu lệnh bà, Maria lắp bắp, nương nương, không phán xét em quá nghiêm khắc chứ. Nalishidin lại thở dài thêm lần nữa, rồi thình lình phá lên cười. Phán xét em, cô bé tội nghiệp, hãy nói rằng ta đố kỵ với em. Đố kỵ với em, phải đó, em có nhan sắc, tước hiệu quý tộc, tên tuổi sáng chói, trí thông minh và lòng can đảm. Em có tài sản quý giá và mong manh là tuổi trẻ. Sau cùng em có tình yêu. Ta biết em sẽ nói với ta rằng tình yêu đó không cho em nhiều niềm vui. Và bây giờ em có thể bỏ qua thật dễ dàng. Nhưng không hề ngăn nó tồn tại. Nó thúc đẩy em tiến về phía trước. Nó lấp đầy đời em và sôi sục trong huyết quản em. Cùng với tuổi thanh xuân, em cũng tự do và có quyền thu xếp cho chính mình. Cũng có thể đánh mất mình. Và ngay cả em muốn theo đuổi tình yêu đó, xuyên qua cái thế gian mênh mông đang mở rộng trước mặt em. À phải, ta đố kỵ em. Em không thể biết ta đố kỵ em đến mức nào đâu. Lĩnh bà, Maria nói, báo động vì nỗi đau và tiếc nuối đang ngân lên trong giọng nói dịu dàng và run rẩy, đã quen với những tiếng thì thào. Nhưng Nalishidin không nghe nàng. Những lời tâm sự của người nữ khách đã tạo một khe hở trên bức tường thành cầm tù tâm hồn bà, và những khao khát đau đớn, những nỗi tiếc nuối khoét sâu vào đó như biển hoang dã khi đê đạp vỡ. Em hãy biết như thế nào là, bà nói tiếp khẽ hơn nữa, hãy biết thế nào là 20 tuổi và biết tình yêu trong tay một lão già, rằng thế nào là mơ có không gian chạy xuyên qua đại dương, phi ngựa đến cuối chân trời trong gió sớm mai, qua đêm như một bầu trời bao la, và tự do nghe người da đen hát, hít thở không khí thơm ngát ở đảo, và lại ở trong lòng, bị giao cho những tên thái giám khuyên bảo nước đôi, cho những mối hận thù và ngu ngốc của một đội quân nữ giới có tâm hồn nô lệ. Em có biết thế nào là khao khát bất tận hưởng những cái vuốt da của thanh niên, những cánh tay và tình yêu của một thanh niên khỏe mạnh nồng nhiệt trên những chiếc gối lụa của một căn phòng đơn lẻ, mà đôi khi em phải trao mình cho một kẻ qua già để thứ tình cảm bắt chước đó không quá đau đớn, và chuyện đó kéo dài hàng năm, những năm tháng phạm tục, những năm tháng khủng khiếp. Vậy ai là người giàu nhất và ấm áp nhất? Nương nương muốn nói rằng người chưa bao giờ biết tình yêu. Maria thì thầm, vừa không tin nổi vừa buồn bã. Mái đầu vàng ống có một cử động nhẹ nhàng, tuy vậy khiến viên kim cương hồng đồ sổ trang sức lóe sáng. Ta đã biết tình yêu của Selim. Ngài là con trai của chồng ta, lão già Abdul Hamid. Ngài trẻ thật dễ và ngài yêu ta say đắm đến mức thà chết để bảo vệ chúng ta, là con trai ta và ta, khi kẻ tiêm quyền Mustafa và lính bổ binh xâm chiếm cung điện. Tình yêu của ngài nồng ấm và ta thật âu yếm với ngài, nhưng niềm đam mê nồng nhiệt, điều mà ta có thể biết với một người khác mà ta mơ thở 15 tuổi, cơn sốc tình yêu đó, nhu cầu cho và nhận, không, ta không bao giờ cảm nhận được. Vậy thì cô bé, hãy quên mọi thử thách, hãy quên mọi điều em đã chịu đựng, vì em còn quyền và khả năng tiếp tục tranh đấu để chinh phục hạnh phúc. Ta sẽ giúp em. Người tốt quá lệnh bà, nhưng em không có quyền nghĩ đến người mà em yêu. Nương nương quên rằng em mang một đứa bé, và đứa bé này dựng lên giữa anh ấy và em, một rào chắn không thể vượt qua được, dù rằng em có gặp lại anh ấy. Thật vậy, ta quên cuộc khiêu lưu khủng khiếp và những hậu quả của nó. Với chuyện đó thì phải có phương thuốc. Nếu ta hiểu ý em, nó làm em kinh tởm lệnh bà, như cha của nó làm em kinh tởm. Nó ở trong em như một quái vật và đáng sợ, đang được nuôi bằng da thịt và máu của em. Ta hiểu, nhưng em đã mang thai đến giai đoạn mà phá thai sẽ rất nguy hiểm. Tốt nhất là em nên ở riêng trong một trong những ngôi nhà của ta. Em có thể ở đó chờ sinh nở, và tiếp theo ta sẽ lo cho đứa bé. Ta hứa với em, không bao giờ em nghe nói về nó nữa. Ta sẽ cho một tôi tớ của mình nuôi dạy nó. Nhưng Maria lắc đầu. Không, nàng không muốn mòn mỏi trong hàng tháng nữa để chờ đợi một sự việc làm cho nàng sợ và ghê tởm. Những mối nguy hiểm mà Thái Hậu nói, và nàng cũng biết,
ít làm nàng sợ hơn nỗi chờ đợi suốt 5 tháng trời mà nàng phải giam mình không có khả năng gặp lại Jason. Ngay từ ngày nay, ta sẽ ra lệnh đi tìm tướng cướp biển người Mỹ của em. Nalishirin khẳng định khi bây giờ bà đọc được tâm trí của cô em họ trẻ như trên một quyển sách mới. Dù sao phải có thời gian, có lẽ để biết anh ta thế nào rồi. Em vẫn muốn liều mạng sao? Vâng, em rất đau khổ vì phải chờ đợi lâu như vậy mà không biết được người có thể giúp em. Nhưng bây giờ em phải chấp nhận rủi ro. Nếu đứa bé này ra đời, dù sống xa em mãi mãi, ngay cả mất tích trong vũ trụ bao la, nó vẫn có một mối dây vô hình, một dấu vết sống động về những gì mà em đã chịu đựng và con người kinh tốn đã áp đặt em. Một sự chối bỏ tuyệt vọng ngân lên trong giọng nói căng thẳng của thiếu phụ, và người bên cạnh nàng đã ý thức được. Chợt nhớ chính bà cũng từng khó chịu khi biết mầm sống của lão vua thổ già này nảy nở trong tận cùng cơ thể mình. Khi sự kinh thởm mà hy vọng đắc thắng không thể dập tắt hoàn toàn, bà đoán được nhu cầu mãnh liệt của Maria muốn rứt ra khỏi da thịt mình, một kết quả hình thành trong tình huống kinh khiếp đến thế. Nên nàng từ chối xem nó là đứa bé, mà chỉ cho là một quái vật, một kiểu ung nhọt ăn thịt người, dập tắt mọi hy vọng tràn trề sức sống của nàng và khả năng tìm lại hạnh phúc. Như lúc nãy, bà chìa tay siết tay thiếu phụ nhưng giữ im lặng. Một lát, và sự im lặng này càng làm tăng nỗi lo lắng của Maria. Lệnh bà, nàng thì thào, em làm bà kinh tởm có phải không? Bàn tay dịu dàng càng siết mạnh hơn, và Nalishirin lắc đầu. Làm ta kinh tởm, cô bé tội nghiệp, em không biết mình đang nói gì đâu. Sự thật là ta sợ cho em, vì em yêu nồng nhiệt và khao khát tìm lại tình yêu. Em muốn lao mình vào một cuộc phiêu lưu đáng sợ, mà em không lường được, ta e rằng là vậy. Các mối hiểm nguy và khó khăn, người ta không làm nghề phá thai ở xứ chúng tôi, vì nước chúng tôi không bao giờ đủ người. Chỉ là xin tha lỗi cho ta, nhưng ta phải nói hết cho em, những cô gái mại dâm cần cứu giúp, và ta sẽ cho em biết điều kiện diễn ra chuyện đó. Tại sao em lại mãnh liệt và không nhận sự giúp đỡ của ta? Nếu em gặp bất hạnh, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Và rồi em hãy thú nhận, thật ngu ngốc khi bỏ mình ở đó. Em chỉ còn hy vọng gặp lại người mà em yêu trong tâm tưởng. Có phải em muốn điều đó không? Dĩ nhiên là không. Em muốn sống, nhưng nếu Chúa cho phép ngày kia em gặp lại anh ấy sẽ xa lánh em một cách kinh tởm như anh ấy đã làm, và không tin một chữ nào về điều em cố nói cho anh ấy hiểu. Vậy thì, nếu phải chịu đựng sự khinh miệt của anh ấy, em thà liều mạng. Dường như khi đã giải thoát, em sẽ tìm lại sự thuần khiết. Nhưng người ta cảm thấy khi hồi phục sau một cơn bệnh truyền nhiễm, không thể ở nơi nào đó trên thế gian có một đứa trẻ tồn tại. Nó phải là một tình trạng bệnh, không hình hài, không mặt mũi, và khi người ta dứt bỏ nó khỏi em sẽ thấy mình được gột rửa, lau sạch. Hay là em sẽ chết? Nào, Valide thở dài. Vì em cương quyết đến thế, ta chỉ có một giải pháp, là giải pháp mà em yêu cầu. Phải, nhưng ở đây chỉ có một người duy nhất có thể thực hiện. Kiểu chữa trị này với 50% nguy cơ giết chết em. Em chấp nhận cơ hội đó, 50% là nhiều rồi. Không, là quá ít, nhưng không còn giải pháp khác. Hãy nghe ta, phía bên kia mũi sừng vàng, trong khu phố Kasim Pasha, giữa nhà thờ Do Thái giáo cổ và suối Hòa Mi, có một người đàn bà Do Thái tên là Rebecca. Bà ta là con gái một thầy thuốc khéo léo, Judah Ben Nathan, và bà ấy làm bà mụ rất khéo léo, theo như người ta nói. Các gái làng chơi ở cảng và những cô lươn lờ quanh những bức tường ở xưởng công binh. Không vào nhà bà, nhưng ta biết rằng đôi khi để đổi lấy một túi vàng và bị đe dọa, bà ấy sẽ phục vụ cho những người vợ ngoại tình của quan chức cao cấp nào đó và cứu được một cái chết không tránh khỏi. Những người Tây Âu giàu có ở Pera hay người Hy Lạp quý tộc ở Phana cũng biết bà, nhưng ai nay đều giữ bí mật, và Rebecca biết rằng sự im lặng là đảm bảo tốt nhất cho tài sản của bà ta. Phải giơ móng vuốt để bà ta lo cho em. Niềm hy vọng của Maria một lần nữa là sắc bén. Dần, nàng chậm rãi nói, bà ấy có đòi nhiều không từ khi em bị cướp tài sản trên tàu của Jason Beaufort? Em đừng bận tâm về chuyện đó. Nếu ta đưa em đến chỗ Rebecca, chuyện đó liên quan đến ta. Ngày mai khi đêm xuống, ta sẽ gửi đến cho em một người của ta với một chiếc xe kín đáo.
cô ta sẽ đưa em đến nhà người đàn bà Do Thái mà trong ngày sẽ nhận được vàng và mệnh lệnh. Cô ấy sẽ ở đó với em suốt thời gian cần thiết và tiếp theo cô ấy đưa em đi bằng tàu đến một căn nhà của ta gần nghĩa trang Ai Cập, nơi em có thể tĩnh dưỡng vài ngày. Còn về ông đại sứ của em thì em đi theo ta vài ngày ở cung điện Sutari mà ta sẽ đến vào ngày mai. Bà càng nói, tim Maria nhẹ nhõm, thoát khỏi lo âu nhưng lại xúc động sâu xa. Khi giọng hát liêu lo nhẹ nhàng ngưng lại, nàng đẫm lệ, buông mình quỳ gối, nàng áp ngôi trên bàn tay luôn đặt trên tay nàng. Lịm bà, nàng thì thầm, làm sao nói với nương nương? Lúc này đừng nói gì hết, và đừng cảm ơn ta. Em làm ta bối rối vì điều ta giúp em rất ít ỏi, và đã lâu ta không lo cho một chuyện tình. Điều đó tốt cho ta hơn em tưởng tượng. Bây giờ đến đây, bà đứng dậy và quyển chuyển đông đưa trong tâm mạng màu sáng, như bà vội vàng rú bỏ gánh nặng của những lời tâm sự. Trời bắt đầu lạnh, bà nói thêm, và rồi trời đã rất khuya và ông Latour Maubua chắc đang lo lắng. Chúa mới biết ông ấy tưởng tượng ra chuyện gì nữa. Cái ông người Protano rằng ta đã cho mai em trong một cái túi và ném xuống vịnh Bosphor. Vậy một hòn đá ở cổ hay là quý ông Canning đã bắt cóc được em?